Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa gạo cập nhật ngày 3 tháng 10, 2024, giá lúa thu đông giảm. Hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa có giảm với lại lúa thu đông. Ghi nhận tại Kiên Giang, giao dịch lúa chậm, vắng người mua. Lúa ngang bỏ cọc lại, nông dân chào bán giá thấp. Tại Hậu Giang, giao dịch lúa chậm. Tại khu vực Sóc Trăng thì giao dịch mới cũng ít, do lúa cũng ít. Chủ yếu vẫn là lúa Thermo M18 và ST. Giá tham khảo hôm nay tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200. Nếp Long An 7.700 tới 7.800. OM380 6.400 tới 6.500. IR504 6.500 tới 6.700. Nàng Hoa 8.400 tới 8.500. Đại Tôm 8.900 tới 9.000 đồng. OM5451 7.300 tới 7.400. OM18 7.800 tới 7.900. OM4900 7.700 tới 7.900. OM34 7.400 tới 7.500. Tại Kiên Giang, IR504 6.500 tới 6.600. OM380 6.300 tới 6.500. Đại Thơm 8 7.900 tới 8.000. OM5451 7.300 tới 7.400. OM18 7.800 tới 7.900. Nàng Hoa 8.600 tới 8.800. RVT 8.200 tới 8.400. VNR20 8.000 tới 8.100. DS1 8.000 tới 8.100. ST2425 10.800 tới 11.000. OM34 7.400 tới 7.500. Jasmine 8.000 tới 8.200. Travonica 8.000 tới 8.100. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, IR504 6.500 tới 6.700. OM380 6.300 tới 6.500. Đại Tâm 8 7.900 tới 8.100. OM5451 7.300 tới 7.500. OM18 giá 7.800 tới 7.900. Nàng Hoa 8.600 tới 8.800. ST2425 10.000 tới 10.200. OM34 7.400 tới 7.500. Jasmine 8.000 tới 8.100. Trabonica 8.000 tới 8.100. CL365 7.000 tới 7.100. Tại Đồng Tháp, IR504 6.500 tới 6.700. OM380 6.300 tới 6.500. Đại Tâm 8 7.900 tới 8.100. OM5451 7.300 tới 7.500. OM18 giá 7.900 tới 8.000 đồng. Nàng Hoa 8.400 tới 8.600. OM4900 7.500 tới 7.700. Nếp An Giang 7.000 tới 7.200. Nếp Long An 7.500 tới 7.600. CL365 7.000 tới 7.100. Tại Sóc Trăng, IR504 6.500 tới 6.700. OM380 6.300 tới 6.500. Đại Tâm 8 7.800 tới 8.000 đồng. OM5451 giá 7.400 tới 7.600. OM18 giá 7.800 tới 7.900. OM4900 7.800 tới 7.900. Tài Nguyên 8.200 tới 8.300. RVT 8.100 tới 8.200. VNR20 8.200 tới 8.300. ST21 8.100 tới 8.200. ST2425 10.400 tới 10.600. OM34 7.700 tới 7.900. Jasmine 7.900 tới 8.100. Trabonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, IR504 6.500 tới 6.700. OM380 6.300 tới 6.500. Đại Tâm 8 8.000 tới 8.100. OM5451 7.400 tới 7.600. OM18 7.800 tới 7.900. OM4900 7.800 tới 7.900. Lúa Tài Nguyên và VNR20 thì là giá 8.200 tới 8.300. RVT là 8.100 tới 8.200. ST21 8.100 tới 8.200.
ST2425 10.400 tới 10.600. OM34 7.700 tới 7.900. Jasmine 7.900 tới 8.100. Trabonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Long An và Tiền Giang, IR504 6.500 tới 6.700. OM380 6.400 tới 6.500. Đài Thơm 8 8.000 tới 8.100. OM5451 7.500 tới 7.600. OM18 7.800 tới 7.900. Nàng Hoa 8.400 tới 8.600. OM4900 7.500 tới 7.600. RVT 8.200 tới 8.300. ST2425 10.400 tới 10.600. OM34 7.500 tới 7.700. Jasmine 7.900 tới 8.100. Travonica 7.800 tới 8.000 đồng. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 6.500 tới 6.700. OM380 6.400 tới 6.500. Đài Tâm 8 8.000 tới 8.100. OM5451 7.500 tới 7.600. OM18 7.800 tới 8.000 đồng. Nàng Hoa 8.400 tới 8.600. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. 500 tới 7.700. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào.